Sau thời gian điều tra vụ tấn công an ninh mạng vào hệ thống của bệnh viện Ziv, Israel vào ngày thứ Hai đã công bố thủ phạm là Iran, cùng lực lượng được nước này hậu thuẫn là Hezbollah ở Lebanon. Báo cáo từ Israel cho hay các hackers đã hoạt động trên danh nghĩa của tình báo Iran dưới sự chỉ đạo của các đặc vụ Hezbollah để đánh cắp một lượng lớn tài liệu thông tin bệnh nhân, khiến bệnh viện Ziv của Israel phải tạm thời chuyển sang ghi chép bằng giấy viết, trong khi chờ đợi quá trình giải cứu hệ thống. Các hackers của Iran và Hezbollah đã khoe khoang thành tích đánh cắp 500 GB dữ liệu, bao gồm 100.000 hồ sơ bệnh án của các chiến binh Israel. Tổng cục An ninh mạng quốc gia Israel nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc tấn công là làm suy yếu tiến trình chăm sóc và hồi phục của các binh sĩ Israel bị thương, theo đó sẽ có thể làm chậm hoặc phá hủy tiến trình quay lại chiến trường của họ. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị can thiệp bởi sự phối hợp của nhóm công nghệ thuộc bệnh viện và cơ quan an ninh Israel, không cho phép các hackers gây nguy hiểm đến hệ thống vận hành của các thiết bị hỗ trợ y tế. Theo tổ chức nền tảng bảo vệ dân chủ FDD, thì các cuộc tấn công mạng nhằm vào Israel đã gia tăng ở tốc độ chóng mặt kể từ vụ thảm sát 7 tháng 10 nổ ra, với các đặc vụ làm việc cho Hamas, Iran và Hezbollah cùng các phần tử khủng bố khác đã được ghi nhận. Các phần tử này đe dọa không những là Israel mà còn là các đồng minh của nước này. Riêng về Iran, thì nước này đã có lịch sử lạm dụng các cuộc tấn công mạng vào Israel cùng đồng minh như Hoa Kỳ để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng. Để phản công, một đội ngũ nghiên cứu công nghệ Israel vừa qua đã gây gián đoạn hệ thống vận hành của các trạm đổ xăng ở Iran, với khoảng 70% các trạm xăng mất khả năng vận hành, tương đương 23.100 trạm trong số 33.000 trạm trên toàn lãnh thổ Iran. Nhóm công nghệ Israel khẳng định rằng hành động phản công này chỉ mang tính chất răn đe, cũng như đã cố tình né tránh các hệ thống dịch vụ khẩn cấp như bệnh viện. Theo đó cũng ngầm khẳng định rằng đòn phản công của mình hoàn toàn khác biệt về phương cách, mục tiêu, tư tưởng và nhận thức so với phía Iran và Hezbollah.